Như các bạn đã biết, Thái Cực Kiếm là môn kiếm pháp lợi hại, xuất hiện lần đầu tiên ở trong Ỷ Thiên Đổ Long Ký, được chính Nhất Đại Tông Sư Trương Tam Phong sáng tạo ra khi đã ngoài 100 tuổi. Kim Dung mô tả Thái Cực Kiếm cũng na ná giống Độc Cô Cửu Kiếm, có thể thiên biến vạn hóa, tùy ý thi triển. Điểm khác là kiếm pháp này chỉ có đủ các loại vòng tròn, cái to cái nhỏ, cái ngược cái xuôi, cái thẳng cái xéo. Nếu nói là chiêu số, có thể nói chỉ có một chiêu, nhưng chiêu đó biến hóa khôn cùng. Kim Dung mô tả lúc Bát Tí Thần Kiếm Phương Đông Bạch tỷ đấu với Võ Lâm Chí Tôn Trương Vô Kỵ, y tay cầm thần binh Ỷ Thiên Kiếm cực kỳ sắc bén, ra chiêu thật là tinh diệu, ánh sáng xanh lập lòe, kiếm khí bao phủ, người trong điện tưởng như một khối tuyết đang di động trước mắt, tỏa ra một làn hơi lạnh thấu xương. Thanh kiếm gỗ của Vô Kỵ trong vòng hàn khí đó vạch thành những vòng tròn, trong lòng chàng không mảy may vương vấn, chỉ là lấy ý vận dụng thanh kiếm. Thanh kiếm gỗ tung ra chẳng khác nào một sợi tơ mỏng manh quấn lấy thanh Ỷ Thiên Kiếm. Thế nhưng sợi tơ ấy mỗi lúc một dày, tưởng chừng biến thành một khối bông bao chặt lấy thanh bảo kiếm. Anh Bạch càng đấu càng sợ, đến 300 chiêu mà hai lưỡi kiếm không đụng vào nhau, trong đời của y chưa từng gặp phải bao giờ. Đối phương tưởng như tung ra một cái lưới lớn thắt mình vào giữa. Phương Đông Bạch liên tiếp thay đổi tới 6-7 kiếm thuật khác nhau, tung hoành biến hóa, huyễn ảo vô cùng, khiến người chung quanh ai nấy phải hoa cả mắt. Còn Trương Vô Kỵ trước sau cũng chỉ vạch kiếm thành những vòng tròn. Người ngoài trừ Trương Tam Phong ra, không biết chàng ra chiêu đó là công hay thủ. Phương Đông Bạch hú lên một tiếng dài, dầu tóc dựng đứng, phát hiện điểm yếu, lập tức kiệt tận toàn lực bình sinh, nhắm thẳng trung cung đâm tới. Vô Kỵ thấy thế đâm ác liệt, liền thu kiếm về gạt. Phương Đông Bạch cổ tay hơi lắc, thanh Ỷ Thiên ngóc lên, nghe cạch một tiếng nhỏ, mũi kiếm gỗ đã gãy một khúc chừng 6 tấc. Ỷ Thiên không còn gì ngăn chặn, đâm thẳng vào ngực Trương Vô Kỵ. Võ Lâm Chí Tôn kinh hãi, kiếm quyết tay trái vung ra, hai ngón tay trỏ và giữa kẹp ngay vào thân thanh Ỷ Thiên Kiếm. Nửa thanh kiếm gỗ bên tay phải chém luôn xuống tay phải Phương Đông Bạch. Tuy chỉ là kiếm gỗ, nhưng với Cửu Dương Thần Công vận vào cũng chẳng khác gì cương đao. Phương Đông Bạch vận lực vào cánh tay giật về, nhưng thanh Ỷ Thiên đã bị đối phương kẹp chặt như trong một chiếc kìm sắt không gì lay chuyển được. Trong tình cảnh đó, ngoại trừ buông kiếm nhảy vọt về sau thì không còn cách nào khác. Qua trận đấu giữa Bạch và Kỵ, chúng ta có thể thấy Bạch dường như đã phá được Thái Cực Kiếm của Võ Lâm Chí Tôn, bởi hắn biết điểm yếu của Kỵ là ở chính trung cung. Kỵ sở dĩ thắng được đối thủ phần nhiều là do sở hữu Cửu Dương Thần Công cực kỳ lợi hại. Nếu không giữ chặt được Ỷ Thiên trong hai ngón tay, có lẽ đã bị Bạch đâm cho lòi tỏi phòi rồi. Chúng ta nên biết, một thằng cầm kiếm, một thằng chỉ dùng ngón tay, ấy vậy mà thằng cầm kiếm không làm sao thu về được, chứng tỏ nội lực của hai bên chênh lệch rất nhiều, phải nói là một mười một tịt. Ấy vậy mà Kim Dung lại mô tả Phương Đông Bạch nội lực cực kỳ hồn hậu, như thế là quá mất logic. Đình Phong đoán rằng y chắc cũng chỉ thuộc hạng tép diêu mà thôi, chẳng biết có sánh được với Phong Ba Ác hay Bào Bất Đồng, thủ hạ của Mộ Dung Phục trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ hay không nữa. Có thể nhiều anh em sẽ cho rằng tại hạ so sánh bất hợp lý. Tuy nhiên nói gì thì nói, A Đại cũng chỉ là một trưởng lão cái bang mà thôi. Ngoài kiếm pháp giỏi, chắc nội công cũng chỉ ngang với đám Tống Hề Trần Ngô thời Thiên Long. Anh em thấy đấy, nếu không phải là Mên Chính thì khó nhân vật nào được tác giả bút cho vừa dùng kiếm giỏi vừa nội lực cao. Nói chung giỏi một nghề cũng là bá lắm rồi. Thế nhưng theo các bạn, Trương Vô Kỵ hay các đệ tử của Trương Tam Phong có phải là những truyền nhân bá nhất của Thái Cực Kiếm hay không? Theo quan điểm của cá nhân Đỉnh Phong thì chắc chắn họ vẫn dưới cơ một người,
dĩ nhiên không phải ba gió nhé, mà là một nhân vật khác, đó chính là Sung Hư đạo trưởng. Nhiều độc giả cứ thấy kỵ xuất sắc đánh bại Phương Đông Bạch mà cho rằng kỵ sử Thái Cực Kiếm lợi hại lắm. Tuy nhiên, sự thực thì Võ Lâm Chí Tôn mới chỉ học 1-2 tiếng đồng hồ, chẳng có lý do gì mà thông tỏ hết mọi tình yếu. Chính Kim Dung đã mô tả rằng, khi Trương Vô Kỵ tỷ đấu với A Tam, toàn vận dụng Cửu Dương và Càn Khôn ra đấu, bà gió nhìn thấy còn phải thốt lên rằng, thằng cháu hư kia, sao không sử dụng Thái Cực quyền ta dạy cho? Hay cháu nghĩ Thái Cực của ta là hàng lởm không đối phó nổi gã? Hãy nghe đây, dùng ý chứ không dùng sức, cốt sao Thái Cực xoay vòng, không được để cho đứt đoạn. Nếu được như thế rồi, cái gốc của đối phương tự nhiên sẽ đứt. Mỗi chiều mỗi thức cần phải liên lạc với nhau, như sông dài biển rộng, chảy hoài không hết. Đến khi kỵ tỷ đấu với A Nhị, bà gió ngồi xem bực tức chửi thầm: à cay thật, đã bảo nó xoay vòng mà nó không nghe. Đánh kiểu thô lỗ như thế này, ai mạnh người ấy thắng, hoàn toàn tương phản với quyền lý của Thái Cực. Qua những gì Đình Phong đã miêu tả thì tại hạ xin khẳng định, Trương Vô Kỵ hoàn toàn chưa thể đạt tới cảnh giới thượng thừa của Thái Cực được. Nếu so về kiếm pháp, hoàn toàn thua Sung Hư đạo trưởng. Chính Kim Dung đã miêu tả rằng, khi Sung trẻ đối đầu với Sung già, lệnh hồ Sung không nhìn thấy trong kiếm pháp của lão một chút sơ hở nào, tựa hồ hàng trăm ngàn thanh kiếm hộ vệ rất kín đáo cho toàn thân lão già. Đừng nói một mình chàng khó đánh vào được, mà dù đến mấy chục người đồng thời bao vây cũng khó mà tấn công để chạm đến ngoài da lão một chút. Lệnh hồ Sung bắt đầu cảm thấy trong lòng hồi hộp. Từ ngày chàng học được phép độc cô củ kiếm đến nay, đây là lần đầu tiên chàng gặp được tay đối thủ lợi hại nhất. Chiêu thức của đối phương lại không để lộ sơ hở, đó là một chuyện trước nay chưa từng có. Giữa lúc trăm ngàn vòng kiếm quang như sóng cồn ào ạt xô tới, lệnh hồ Sung không cầm cự được, đành phải lui lại phía sau. Chàng lùi một bước thì những vòng kiếm quang cũng tiến lên một bước. Thế nhưng Sung đánh liều chọc vào trung tâm vòng tròn, chàng liền vươn tay, cứ việc ung dung đâm vào giữa vòng kiếm quang của lão già. Một tiếng choang rùng rợn vang lên, lệnh hồ Sung cảm thấy trước ngực bị chấn động mạnh, khí huyết nhộn nhạo, nhưng cánh tay của chàng vẫn còn nguyên vẹn. Lão già kia lùi lại một bước, thu kiếm về đứng yên. Vẻ mặt lão già rất cổ quái, đã ra chiều kinh dị, lại có ý bẽ bàng, ngoài ra còn có phần hối tiếc. Kim Dung mô tả kiếm pháp của Sung Hư đã đạt tới trình độ tối cao. Trung tâm vòng kiếm quang nguyên là chỗ rất nguy hiểm, lão đã luyện được mức độ dẫn chỗ sơ hở vào đó. Trong hàng vạn kiếm khách trên thiên hạ, e rằng khó tìm được một người liều gan dấn thân vào chỗ mạo hiểm như thế này. Anh em thấy không, Phương Đông Bạch nhìn thấy sơ hở trong vòng kiếm quang của kỵ liền đâm vào. Sung trẻ cũng nhìn thấy sơ hở trong vòng kiếm quang của Sung già, bà cũng đâm vào. Thế nhưng Bạch trước khi đâm không sợ cụt tay, còn Sung nát trước khi đâm đã lo chắc chắn bị cụt tay rồi. Rõ ràng có thể thấy đẳng cấp của Sung già hơn kỵ trẻ một bậc. Thế nhưng không chỉ lệnh hổ Sung có thể phá được Thái Cực kiếm tối cao của Sung Hư, mà còn một người nữa. Theo mọi người đó là ai? Vâng, theo quan điểm của Đình Phong thì đó chính là Nhậm Ngã Hành. Tại hạ xin mạn phép bỏ qua phòng thành dương nhé, bởi có khi Thái Cực của bà gió gặp phải cửu kiếm của thành dương, e rằng cũng quay cuồng chống đỡ trong vô vọng cũng nên. Đình Phong chỉ xét cao thủ dùng kiếm nhé, chứ không xét cao thủ dùng trưởng lực, chỉ lực hay kim lực. Chứ Hàng Long cương mãnh vô tỷ, ám nhiên xuất quỷ nhập thần, còn Lục Mạch tung hoành múa may, thì không biết Thái Cực có thể xoay vòng hay bị đối phương xoay lại nữa. Trở lại chủ đề chính, ngoài Hấp Tinh Đại Pháp, kiếm pháp của Nhậm cũng rất lợi hại.
dưới đáy Tây Hồ. Con rể và bố vợ từng tỷ đấu với nhau. Kim Dung mô tả bây giờ Lãnh Hổ Sung đã gặp phải một nhân vật bản lĩnh kinh thiên động địa. Ở trong võ lâm hiện nay, võ công của lão đã đạt đến trình độ mà kẻ thông thường không biết đến đâu mà lường, nên những chỗ tinh kỳ ảo diệu trong Độc Cô Cửu Kiếm càng phát huy đến chỗ lâm ly độc đáo. Nếu Độc Cô Cầu Bại tái sinh mà gặp được tay đối thủ như thế này, chắc lão phải hoan hỉ hết chỗ nói. Tại sao Kim Dung lại phải chốt ngay cầu này? Lý do là bởi trong lúc tỷ đấu, Nhậm Ngã Hành tay vẫn bị xiềng xích. Chính lão đã từng bảo rằng đã 20 năm nay chưa từng dùng đến kiếm pháp. Anh em nhớ nhé, văn ổn võ luyện ấy thế mà mấy chục năm không hề động đến kiếm, mà Lãnh Hổ Sung lúc sử Độc Cô Cửu Kiếm đấu với lão vẫn không thể chiếm tiên cơ. Một kẻ lợi hại như vậy hoàn toàn có đủ thực lực để phá Thái Cực Kiếm trong tay Sung Hư. Không những trong tay Sung Hư, mà ngay trong tay bất kỳ ai cũng hoàn toàn có thể. Tại sao Địch Phong lại nói vậy? Lúc Sung trẻ đấu với Sung già, còn phát hiện ra Trung Cung có khả năng là sơ hở. Thế nhưng lúc Sung trẻ đối đầu với Nhậm già, hoàn toàn không có một chút sơ hở nào. Sung tấn công biến hóa như 72 phép của Tôn Ngộ Không, lão đều hóa giải được hết cả. Tại núi Tung Sơn chùa Thiếu Lâm, Ngã Hành đã chốt rằng kiếm pháp của Sung già tuy cao siêu nhưng chưa chắc đã thắng được lão phu. Còn lúc Sung Hư thấy Ngã Hành cầm kiếm trong tay thì lại rất đỗi ngần ngừ, tự nghĩ rằng Nhậm Ngã Hành đã đấu với hai người, bây giờ ta lại đấu với hắn, thì ra bên mình dùng phép xa luân chiến, có thắng được hắn cũng chẳng vinh dự gì, lỡ ra mà thất bại thì phải võ đang hết đất đứng trên giang hồ. Lão vừa nghe Nhậm Ngã Hành nói không phải là lão muốn động thủ với mình nên mới yên tâm. Đứng trước họ Nhậm, dù chưa thể hiện một chút kiếm pháp nào, mà Sung Hư được đích thân cụ Kim miêu tả Thái Cực Kiếm pháp tới mức tối cao còn mất tự tin sợ không thắng được, thì tại sao Đình Phong không thể khẳng định bố vợ của Sung Nát, kẻ mà khiến Độc Cô Cầu Bại hoàn hỉ hết chỗ nói, hoàn toàn có thể phá mọi loại thái cực của bất cứ kiếm khách nào? Video của Đình Phong đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy like, đăng ký để ủng hộ tại hạ. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.